Bài diễn cảm Con heo đất, tác giả Nguyễn Đào Vĩnh Huy. Ngày đi nhận giấy báo đầu đại học, tôi không dám cho ba hay, dù biết làm như vậy là có lỗi với ba. Cầm giấy báo trên tay mà đầu óc tôi rối mù. Cả gia đình sáu miệng ăn chỉ trông chờ vào tiệm sửa giày dép nhỏ bé của ba. Khó khăn lắm ba mới lo cho tôi đến lớp 12. Tôi không muốn thấy ba cứ phải vì tôi mà ốm đi. Nhưng rồi tôi cũng không giấu được ba. Cô chủ nhiệm của tôi biết tin, đã lên nhà cho hay. Chiều đó tôi về ba mừng quýnh, còn tôi thì nước mắt cứ chực trào. Đưa giấy báo nhập học cho ba xem, mà tôi có cảm giác như là đưa cho ba tờ giấy ký nợ. Nhìn ba im lặng, trầm ngâm, tôi rụt rè nói rõ ý định xin việc của mình. Với ba bây giờ không thể nào không đồng ý khi con số học phí ghi trên giấy báo vượt ngoài khả năng của ba. Ba hơi nhăn trán, đưa trả lại tờ giấy báo cho tôi, rồi nói bằng giọng quả quyết: Không được, dù bất cứ giá nào, ba cũng phải lo cho con vào đại học. Con yên tâm, ba liệu được. Rồi cuối cùng ba cũng lo cho tôi được lên thành phố học. Cứ hai tuần tôi lại nhận được thơ ba gửi lên, nét chữ siêu siêu với cách viết gạch đầu dòng làm tôi nhớ ba quay quá. Thơ nào ba cũng khuyên tôi cố gắng học, đừng lo lắng gì nhiều. Dù không nói, tôi cũng đoán biết được ở dưới quê cả nhà tôi đang chật vật lắm, mới đủ số tiền 500.000 đồng gửi lên cho tôi từng tháng. Ước muốn mua một cái tivi nội địa để coi tin tức, có lẽ sẽ mãi mãi nằm trong cuốn sổ dự tính. Hồi Tết tôi về nhìn thấy ba mà đau nhói trong lòng. Ba già hơn tôi tưởng nhiều, mái tóc bạc quá nữa. Ba đã đeo kiếng, tiệm giày dép cũng vậy, chẳng lớn hơn tí nào. Tối ba gọi tôi đến, ngồi bên rồi mở tủ ôm ra một con heo đất. Tôi ngạc nhiên, không lẽ ba từng tuổi này mà... Ba cười hiền lành, kể cho tôi nghe. Tôi cay xè mắt khi biết được số tiền mỗi tháng ba gửi lên cho tôi là ruột của con heo đất này. Đó chính là số tiền của ba tiết kiệm sau những bữa chi tiêu của gia đình. Nhớ lúc tôi mới vô lớp 1, ba cũng có mua cho tôi một con heo đất để bỏ tiền tiết kiệm. Nhưng tôi không thích trò ấy. Hệ bữa nay ba kêu tôi nhét tiền vô, thì sáng hôm sau đã thấy tôi đứng trong kẹt cửa, tẩn mẫn ngoi ra. Vậy mà đến cuối tháng, khi ba đập heo, vẫn thấy có nhiều tiền. Lúc đó tôi không biết được những tờ giấy bạc kia là do ba đút vô, chứ không phải là tiền do heo đẻ ra. Và cái trò nuôi heo đất tưởng chỉ có trong thế giới tuổi thơ thôi, ngờ đâu ba cũng thích. Ba đưa con heo đất lên ngang tầm mắt, rồi cười sảng khoái chỉ vào tôi: Con cũng là một con heo đất đó chứ, coi chừng làm sao, đừng để ba bỏ đói. Tôi ngớ người ra một lúc mới hiểu được lời ba nói. Vâng, tôi chính là một con heo đất mà mỗi tháng ba bỏ vô đó 500.000 đồng. Có khác là heo đất thì cất tiền trong bụng, còn tôi thì không.